Xin chào anh chị và các bạn. Trong video hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người đánh một câu intro vòng và giang tấu vòng cho điệu xì lô rốc, áp dụng được cho tất cả các bài hát trong điệu xì lô. Cụ thể trong bài này mình sẽ lấy ví dụ cho một bài, đó là bài Như Đã Dấu Yêu của nhạc sĩ Đức Huy. Mình lấy theo intro và intro của ca sĩ Hoàng Châu. Đồng thời trong cái phần giang tấu thì mình sẽ hướng dẫn các bạn in giang tấu vòng vòng 4. Trong bài này thì các bạn trước khi đánh bài này hoặc là đệm cho người ta hát bài này thì các bạn phải xác định trước là tông rồi bố cục của bài. Tông thì chúng ta nữ hát bài này ở tông đô hoặc tông si. Nam thì có thể là hát ở tông pha thăng hoặc là tông pha. Bố cục của bài này thì chúng ta bao gồm đoạn A gồm có hai đoạn. Do vậy khi chúng ta tập câu lót ở đoạn A, chúng ta cũng chỉ cần tập một lần là lần hai giống như lần thứ nhất. Hết hai đoạn A rồi chúng ta vào đoạn B tức là phần điệp khúc. Điệp đoạn B xong lại quay lại đoạn A nữa, ta gọi là A phẩy ha. Bây giờ chúng ta sẽ tập intro, mình sẽ đánh intro trước. Intro này là thực ra đây là một intro vòng nhưng theo của ca sĩ Hoàng Châu thì mình cũng lấy y chang như intro đó. Mình hướng dẫn chúng ta ở tông la thứ. Rồi bây giờ chúng ta tập intro trước. Intro mình để nốt nhạc các bạn, mình đi nhanh phần này ha. Đi chúng ta có nốt nhạc chúng ta nhìn vào. Còn bạn nào cần cái xích nhạc bài này thì comment ở phía dưới, mình sẽ gửi mail ở phía dưới, mình sẽ gửi bài cho chúng ta. Rồi bây giờ khung thứ nhất, đầu tiên là nhịp lấy đà. Các bạn bỏ một phách một tròng âm xong rồi các bạn đánh. Đó. La si đô đô thì chúng ta sẽ bên tay trái sẽ bỏ âm la thứ la si đô đô đó, rồi mi re đô re, mi re đô re là chúng ta bỏ âm sót trưởng rồi. Câu thứ hai si đô re son son thì chúng ta bỏ âm mi thứ. Đây đô đô lại quay lại la thứ lại. Chúng ta sẽ làm lại câu này. Làm chậm, mình làm chậm để chúng ta xem. La si đô la son pha. La son pha thì bỏ âm dê thứ nhé các bạn. La son pha. Đô si là son trưởng. Si đô re mi là đô trưởng. Đang để đô trưởng xong cho ngân qua một ô nhịp kế tiếp, chúng ta chuyển qua âm mi trưởng hoặc mi bảy. Rồi xong khi mà chuyển qua thứ hợp âm mi rồi thì chúng ta đánh lại intro như mình vừa đánh xong, quay dấu quay lại đó. Rồi ta tiếp tục. Bây giờ chúng ta làm lại từ đầu tới đây. Một lần không có điệu, không có riff và lần thứ hai mình cho riff vào. Bây giờ chúng ta cho tiết tấu vào này. Tiếng đâu chuyển có mấy cái rồi báo trống.
Khi mà ông trống đánh lần thứ hai thì mình chuyển quãng hoặc là mình đổi tiếng. Lần thứ nhất là mình đánh tiếng guitar thùng. Lần thứ hai mình chuyển qua tiếng kèn saxo. Đấy. Cuối cùng là kết về nốt la và báo trống rồi mình ngắt luôn, chờ người ta ca vào cái chữ trong đôi mắt anh em là tất cả thì chúng ta vào tiết tấu được chưa? Rồi bây giờ mình đã đánh intro hoàn thiện. Tại lần thứ nhất mình sẽ đánh tiếng guitar thùng và lần thứ hai mình đánh tiếng kèn saxo. Trong đôi mắt anh em là tất cả. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đệm thôi. Chúng ta trong cái đoạn này, đoạn A1 và A2 có 3 câu. Rồi chúng ta tới đâu thì chúng ta lót tới đó. Trong đôi mắt em anh là tất cả. Tất cả bỏ bỏ bấm la thứ. Vui re thứ. Hạnh phúc son trường, in dấu yêu đô trường. Rồi lót kèm theo câu lót này. Pha mi re mi. Rồi. Tiếp tục hát tiếp. Anh ước vui đã thứ. Mình nhau pha trường nhưng chưa ràng buộc là re thứ. Chưa ràng buộc pha trường. Và em mi si đêm. Học âm si đêm bao gồm nốt si, nốt re và nốt pha. Chưa thuộc về ai. Hai mi 7 thì mình sẽ lót câu này si đô là si, sau này quay lại ai anh ta đi đi giúp cũng chơi thương người bên đây ở xóm ta đã quên. Tiếp tục câu lót mi 7 thì thôi rồi lót câu rồi sau đó là báo được chưa, báo vào điệp khúc. Rồi bây giờ chúng ta sẽ hát, mình sẽ đệm. Rồi chuyển tiếng dây. Cứ để la hỏi vậy. Chuyển vào đây. Rồi tất chuyển son. Cũng để dây luôn mì. Giống là quay lại A phẩy giống như là A1 thôi. Rồi sau khi A1 A phẩy xong thì chúng ta đánh giang tấu. Rồi giang tấu báo trống.
6 lần nữa, đánh vòng 2. Rồi báo và dừng. Anh sẽ cố quên khung trời hoa mình. Đó. Khi mà mình giang tấu xong thì người ta sẽ vào A2, không vào lại A1 từ đầu nữa. Rồi bây giờ chúng ta cần tập câu giang tấu này. Khi đang hát đoạn A phẩy thì các bạn báo trống cho vào cao trào. Chúng ta bắt đầu từ nốt La. Hợp âm trong phần giang tấu thì có 3 hợp âm thôi. Hợp âm La thứ, vòng nó các bạn. Rồi qua Re thứ. Rồi qua Mi trưởng hoặc Mi bảy. Rồi quay về La thứ. Đó, 3 hợp âm mà đi 4 ô nhịp đó. Rồi xong là thêm một vòng như vậy nữa là chúng ta dừng để vào lại A2. Và mỗi ô nhịp, mỗi hợp âm như vậy chúng ta đánh 2 ô nhịp ha. 2 hợp âm La. Rồi tới 2 hợp âm Re. 2 hợp âm Mi. Rồi quay qua 2 hợp âm La. Báo lại thêm một vòng như vậy nữa. Rồi các bạn xem đây. Đây. Rồi bây giờ tập luôn nào. Si Do Re Mi. Do La Mi Re Do Re. Câu thứ nhất. Làm lại. Si Do Re Mi. Là bên tay trái bỏ bấm La. Do La Mi Re Do Re. Hai ô nhịp Re rồi đó. Si Do Re. Thì khi đó tay trái bỏ bấm Mi 7. Si Do Re. Si Son. Son thăng. Si Do Re Mi. Đó. Si Do Re Mi lại mà quay về La. Sẽ được như này. Son son si, son la si. La son. Si do mi cũng được, hoặc là si do mi cũng, mi dưới này cũng được, mi trên cũng được, không sao hết ha. Miễn rằng chúng ta đủ cái vòng vòng hòa thanh là được. Rồi thêm lại lặp lại một vòng nữa. Khi lặp lại vòng thứ hai thì chúng ta đổi một vài nốt, một vài vị trí hoặc là đổi quãng để cho nó khác cái màu, khác câu một tí ha các bạn. Mình đã nhắc đi nhắc lại các bạn rất là nhiều là khi chúng ta đánh hợp âm vòng hoặc là giang tấu vòng ấy, chúng ta đừng có quan tâm tới nốt. Mình có thể sai nốt cũng được, nhưng mà cái quan trọng là các bạn phải đúng nốt và đúng phần hợp âm ở bên tay trái. Chính vì vậy mà cái đoạn giang tấu này mình không ghi nốt ra cho các bạn, để cho các bạn tự tập. Mình các bạn nhìn qua rồi các bạn tự tập. Rồi bây giờ mình làm đi nhanh nè, rồi sau đó mình đánh và các bạn nhìn. Si, La Son, Si, Do, Mi. Rồi vòng lại. Do, Re, Mi, Re, Do. Đó, Do thăng các bạn. Mi, Fa, Re. Do, La, Si. Do, Re, Si, Do, La. Được chưa? Rồi bây giờ đây, vào xem vào đây. Qua cho Mi. Đó, tiếp tục. Như vậy trong cái câu này có sử dụng nốt son thăng, nó ăn vào hợp âm Mi trưởng hoặc Mi 7, và nốt Đô thăng nó ăn vào La thứ hoặc là La 7. Nếu đang La thứ cũng không sao, La 7 cũng càng tốt ha. Như vậy là xong bài. Khi đánh giang tấu này xong thì chúng ta dừng để người hát người ta sẽ vào A2. Rồi hết A2 xong vào điệp khúc, rồi quay lại A phẩy nữa là xong bài. Còn cái câu lót thì mình cũng hướng dẫn các bạn
Nãy ba câu lót đó các bạn lưu ý tập lại, tập cho kỹ câu lót. Còn cái phần lót đệm, đệm cho điệu xi lô này thì các bạn có một mẫu đệm này cũng được, không cần đệm nhiều đâu, bởi vì bài này nó đi nhanh. Đó, chỉ cần hai nốt là được. Bụp bầm bầm, bụp bầm bầm, bụp bụp, được chưa? Hai nốt là được, nhiều nốt cũng được, ít nốt cũng được, nhưng mà chỉ trong bài này các bạn chỉ cần đệm đơn giản thôi cho mình. Đây, tập la trước nè, báo nè, để dính đầu tăng nào, rớt la là mi, rê rê la, mi si, la thì là la mi, rê thì là lê rê la, mi bảy thì là mi si, son thì là son rê, đô thì là đô son, bậc một là bậc năm các bạn ha. Rồi thỉnh thoảng thì chúng ta có thể là thêm nốt vào. Thỉnh thoảng thì chúng ta thêm nốt vào. Như vậy là chúng ta đã xong bài các bạn. Và phần chia sẻ của mình đến đây cũng đã kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.